giám mục Phêrô Trần Thanh Trung, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1926 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thuộc giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng. Thân phụ của ngài là ông Simon Trần Xuân và thân mẫu là bà Isabel Nguyễn Thị Bài. Ngày 25 tháng 8 năm 1955, ngài được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Kon Tum. Cha Phêrô Trần Thanh Trung từng là giám đốc tiểu chủng viện thừa sai Kon Tum và tổng đại diện giáo phận Kon Tum. Ngày 26 tháng 3 năm 1981, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phêrô Trần Thanh Trung làm giám mục phó giáo phận Kon Tum. Ngày 8 tháng 4 năm 1995, ngài kế vị trở thành giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum. Từ năm 1986 đến 1998, ngài là phó tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam. Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của ngài. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Đức cha Trần Thanh Trung qua đời. Thi hài của ngài được an táng tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Kon Tum.